Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Thì bữa nay mình cũng gửi đến các cô chú, các anh chị em cái video của anh Bình ở An Phú Kế Sách các bạn ơi. Thì số điện thoại của anh Bình là 0397 137 880 các bạn. Thì anh Bình có gửi video cho mình đó các bạn. Thì cũng muốn bán con đực nọc vườn này các bạn ơi. Thì theo anh Bình chia sẻ thì con đực này trên 40 kg. Con dê này thì anh Bình không có cho ăn thức ăn các bạn ơi, nên nó cũng rồi rồi thì đuôi rất là móc các bạn. Thì các cô chú các anh chị em ở khu vực Cái Sách đó thì xem con dê đực này là có dễ ý thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Bình. Thì qua số điện thoại và địa chỉ mình để trên màn hình video đó các bạn. Thông qua kênh Phú Sĩ TV của mình đó các bạn. Thì cũng hỗ trợ cho các cô chú, các anh chị em chia sẻ những video clip và những con dê mà các cô chú, các anh chị em cần bán đó. Thì chia sẻ lên kênh để cho các cô chú, các anh chị em gần mình đó thì có thể đến mua dê giống hoặc dê thịt đó các bạn. Thì cũng dễ dàng tìm đến hơn. Thì mình cũng hỗ trợ chia sẻ địa chỉ và số điện thoại lên trên kênh của mình. Thì các cô chú, các anh chị em nào cần mình chia sẻ những con dê mà cần bán đó các bạn thì cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số Zalo của mình là 0979 316 426. Thì các cô chú, các anh chị em cứ quay video gửi cho mình và chia sẻ những thông tin để mình chỉnh sửa video các bạn ơi. Rồi video mình cũng kết thúc tại đây. Thì hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị em vào những video tiếp theo. Thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình chia sẻ được những video chất lượng hơn các bạn. Thì các cô chú, các anh chị em khu vực Cái Sách thì có xem được cái video cái con dê đực này của anh Bình đó thì cứ liên hệ trực tiếp để đến chuồng xem dê có dễ hay không các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại các bạn.